Kính chào các quý thầy cô, quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh. Video tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách thực hành các chức năng chính ở trên trang web, bao gồm phần luyện tập, phần học bài, kiểm tra và đọc báo toán tuổi thơ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Khi mà vào trang chủ của OLM thì chúng ta sẽ thấy được ngay các chức năng chính hiện ở ngay đầu trang. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu về phần luyện tập. Đây là một trong những phần đặc sắc nhất của trang web olm.vn. Phần luyện tập bao gồm các kỹ năng toán học gắn với từng kiến thức của từng lớp. Cụ thể, ví dụ như tôi sẽ vào lớp 5, thì chúng ta sẽ thấy rằng phần luyện tập sẽ được tổ chức theo các chương trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, trong mỗi chương thì không đi theo các bài giảng theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, mà chúng tôi phân theo các kỹ năng. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ thấy các kỹ năng là các bài tập về hỗn số, về chữ số phần 10, phần trăm, phần nghìn, kỹ năng cộng trừ nhiều số thập phân, kỹ năng cộng trừ hai số thập phân. Hoặc về phần chuyển động thì chúng ta sẽ thấy là kỹ năng làm các bài toán có lời văn về tính vận tốc, về tính quãng đường, hoặc là giải bài toán bằng cách vẽ sơ đồ thì có các dạng như là tìm hai số khi biết tổng và hiệu, tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ, vân vân. Điều đặc biệt là khi chúng ta rơi chuột tới từng kỹ năng thì sẽ có các ví dụ mẫu về kỹ năng đó hiện ra để chúng ta biết trước nội dung. Ở trong phần luyện tập này thì bao gồm các dạng toán động và dạng toán tĩnh. Dạng toán động là gì? Dạng toán động là dạng toán mà các tham số thay đổi liên tục, gần như không bao giờ có những bài toán giống in hệt nhau. Giả sử ở đây tôi làm một bài toán có liên quan tới hỗn số của lớp 5. Chúng ta sẽ thấy đề bài lần đầu tiên khi tôi kích vào sẽ là lớp học có 24 học sinh nam, 24 học sinh nữ. Khi mà tôi lốt lại một lần nữa thì cái tham số ấy sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ thấy tiếp tục lớp một lần nữa thì các tham số thay đổi liên tục. Mỗi em học sinh làm trong các thời điểm khác nhau sẽ có những bài tập khác nhau, và hai em học sinh làm bài trong cùng một thời điểm thì cũng sẽ có các tham số khác nhau. Đó chính là lợi ích của phần dạng toán động. Cùng là một bản chất toán nhưng khiến các em học sinh có thể làm đi làm lại mà vẫn không nhàm chán. Ở trong phần luyện tập thì có rất nhiều các kiểu làm bài khác nhau. Ví dụ như ở đây là bài tập điền kết quả vào ô trống. Chúng ta sẽ làm, giả sử như ở đây tôi làm xong ra kết quả là 12, thì khi mà muốn nộp bài chúng ta sẽ nhấn vào nút nộp bài. Thì ở đây kết quả đã bị sai rồi. Khi mà sai thì trang web sẽ hiện lên đề bài, hiện lên đáp án mà người dùng đã trả lời. Nếu như chúng ta muốn xem đáp án thì ta sẽ nhấn vào phần xem đáp án, thì đáp án ở đây là 75m. Chúng ta muốn xem hướng dẫn, ta tiếp tục kích vào phần xem hướng dẫn thì sẽ thấy ở đây bài tập này đã được hướng dẫn chi tiết. Tất cả nội dung từ đề bài, đáp án hay là hướng dẫn giải đều được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia đến từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội và được kiểm duyệt nội dung một cách chặt chẽ. Khi mà học ở trên máy như thế này thì sẽ khiến học sinh rất là chủ động, các em có thể được kiểm tra đáp án ngay cũng như là hướng dẫn ngay tại chỗ những cái bài mà mình chưa đúng, những cái bài mà mình còn cảm thấy yếu. Ở phía dưới sẽ là kết quả, ví dụ như ở đây câu 1 của em đã sai thì có dấu nhân, nếu như đúng thì sẽ có dấu tích. Chúng ta sẽ làm thử một câu. Ở đây kích vào phần 2 tức là dạng khác. Hiệu của hai số là 133, thương của hai số là 2/1/6. Chúng ta tìm hai số này. Giả sử ở đây chúng ta tìm được số bé là 114 và số lớn là 247. Chúng ta nhấn nộp bài thì sẽ thấy ở đây câu trả lời đã đúng. Sau đó thì chúng ta có thể xem lại các bài mà mình làm. Ở phía bên phải của màn hình sẽ hiển thị tỷ lệ đúng là bao nhiêu phần trăm. Chúng ta sau khi đã làm hết các bài trong phần luyện tập thì sẽ có thông báo là
bạn đã làm hết bộ câu hỏi này, bạn có muốn làm lại hay không? Nếu như chúng ta muốn tiếp tục làm lại thì chúng ta sẽ nhấn vào luyện tập lại. Thì khi đó chúng ta sẽ phải xóa kết quả luyện tập trước đi, ta nhấn OK. Và chúng ta tiếp tục làm lại các bài tập ở trong phần kỹ năng này. Ở đây có phần tính thời gian để chúng ta biết được tốc độ làm bài của mình. Chúng ta có thể di chuyển từ bài này qua bài kia bằng hai phím này. Đó là dạng toán về điền số. Chúng ta tiếp theo đến một dạng toán thứ hai. Đó là chọn đáp án đúng. Ví dụ như ở đây, tìm số thập phân để phù hợp với hình ảnh này. Chúng ta sẽ chọn vào một trong bốn đáp án, ví dụ như tôi chọn đáp án này. Sau đó thì nhấn vào nộp bài thì sẽ thấy đúng. Tiếp theo, khi mà trả lời sai thì chúng ta sẽ thấy bạn đã trả lời là 0,85 và câu trả lời đó là sai. Hướng dẫn giải ở ngay phía dưới. Sau đó chúng ta tiếp tục làm bài. Chú ý rằng nếu như trong quá trình luyện tập các bạn nhận thấy những cái lỗi ở trong đề bài như là nội dung hay là những lỗi ở trong hướng dẫn giải, vui lòng kích vào phần báo lỗi câu hỏi để có thể chuyển được cái nội dung đó cho người quản trị. Sau đó thì các bạn có thể mô tả vài dòng về lỗi của bài toán này và gửi báo lỗi. Đó là dạng toán thứ hai. Tất nhiên đây cũng là dạng toán động. Khi mà chúng ta tải đi tải lại thì các tham số luôn luôn thay đổi. Đó là dạng toán trắc nghiệm mà chỉ chọn một đáp án. Còn có nữa là dạng toán trắc nghiệm mà chúng ta có thể chọn được nhiều đáp án. Ví dụ như đây, các bạn chú ý rằng nếu như ở phía trước các phương án trắc nghiệm là ô hình tròn thì bài đó chỉ được chọn một phương án, còn nếu nó là hình vuông thì bài đó được chọn nhiều đáp án. Số 19 sẽ là số tự nhiên, là số nguyên và là số hữu tỉ. Như vậy chúng ta sẽ phải kích vào cả ba đáp án, sau đó nhấn nộp bài. Ngoài ra trên OLM cũng có rất nhiều các dạng toán khác như là ghép nối, thay đổi vị trí vân vân. Để có thể hiểu rõ hơn, các bạn hãy cùng tham gia vào thế giới toán học phong phú ở trong phần này nhé. Đó là một số nội dung chính của phần luyện tập. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu về phần học bài. Phần học bài là một chuỗi các bài giảng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó là khóa học hè. Ở đây thì OLM đã tạo ra khóa học hè cho học sinh tiểu học, khóa học hè cho học sinh cơ sở, cũng như khóa học theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo từ lớp 4 tới lớp 9. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem trong khóa học này sẽ có những gì. Ví dụ như trong khóa học hè dành cho học sinh trung học cơ sở, chúng ta sẽ có những bài giảng kiến thức tổng quan của chương trình trung học cơ sở, ví dụ như là số nguyên tố, số chính phương, chữ số tận cùng, phương pháp quy nạp, phương pháp phản chứng, hàm số đồ thị hay là tìm nghiệm nguyên của phương trình, vân vân. Với khóa học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng ta sẽ thấy các bài giảng được sắp xếp theo đúng trình tự trong phân phối chương trình. Muốn vào một bài giảng, chúng ta sẽ kích vào tên bài giảng. Khi đó thì mỗi bài giảng trong phần học bài sẽ bao gồm 4 chức năng. Thứ nhất là video bài giảng. Ở phần dưới này thì đã có nội dung tóm tắt của bài giảng đó. Đây là video, chúng ta sẽ nhấn vào đây để xem. Đó là video bài giảng. Tiếp theo là phần trắc nghiệm. Chúng ta kích vào phần trắc nghiệm và làm. Thường là mỗi bài giảng sẽ có 10 câu trắc nghiệm. Chúng ta sẽ làm lần lượt từng câu. Sau khi đã làm xong thì chúng ta nhấn vào nút nộp bài. Không chỉ là 10 câu trắc nghiệm, trong mỗi bài giảng sẽ có cả các câu tự luận để chúng ta có thể trả lời và trình bày ra để cho giáo viên của OLM chấm. Ví dụ như bài này chúng ta sẽ kích vào phần trả lời. Sau đó thì chúng ta sẽ trả lời.
Ở phía trên này là các công cụ trợ giúp cho chúng ta trong phần soạn thảo. Cụ thể như thế nào thì tôi sẽ nói rõ hơn trong video nói về diễn đàn hỏi đáp. Sau khi mà trả lời xong thì chúng ta sẽ kích vào nút gửi trả lời hoặc là hủy khi mà chúng ta muốn làm lại. Tab thứ tư là phần thảo luận. Với mỗi bài giảng thì sẽ có phần thảo luận để các bạn học sinh có thể trao đổi về bài giảng đó, cũng như là giáo viên có thể trao đổi với học sinh. Chú ý rằng chỉ có thành viên VIP mới có quyền trả lời câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận, cũng như được giáo viên chấm, chỉ ra lỗi sai hoặc là nhận xét về bài làm. Với tài khoản miễn phí thì các bạn chỉ được xem video bài giảng. Ở phía bên phải của màn hình này là bảng xếp hạng điểm của các bạn đã tham gia phần trắc nghiệm và tự luận. Những bạn ở trên đầu là những bạn điểm cao nhất. Đó là phần học bài. Tiếp theo, tôi sẽ nói sang phần kiểm tra. Đây là danh sách các bài thi và bài kiểm tra trên trang web olm.vn từ lớp 1 tới lớp 9. Mỗi tháng thì OLM sẽ ra một bài kiểm tra tương ứng với các kiến thức học sinh được học trong tháng đó. Ví dụ như ở đây, chúng ta muốn làm bài kiểm tra nào, chúng ta sẽ kích vào bài kiểm tra đó. Đây là giao diện của phần kiểm tra. Đây là thời gian cho phép làm bài kiểm tra. Bên dưới là bảng xếp hạng các bạn đã làm và được điểm cao. Số lượng người đã làm bài. Chúng ta sẽ làm bài. Ở trong bài kiểm tra này thì các câu hỏi cũng rất là đa dạng và phong phú, có thể là điền số, là sắp xếp, vân vân. Ví dụ sau khi một bạn đã làm xong, chúng ta sẽ kích vào nút nộp bài. Sau khi nộp bài thì chúng ta sẽ thấy ngay được kết quả. Ví dụ như câu 1 chúng ta đã trả lời đúng. Câu 2 thì sai. Chúng ta có thể xem đáp án tại đây và xem hướng dẫn. Như vậy là ngay sau khi làm bài kiểm tra, chúng ta sẽ biết được điểm của mình. Ở phía bên phải đây là 6 điểm. Và chúng ta sẽ biết ngay được những bài mình sai, có thể xem đáp án và hướng dẫn giải chi tiết ở phía dưới. Đó là phần kiểm tra. Các bài kiểm tra thì thường được giáo viên của OLM đưa lên vào khoảng những ngày thứ 20 cho đến 25 hàng tháng. Các bạn hãy chú ý theo dõi để làm bài kiểm tra thật sớm. Tiếp theo, một phần nữa đó là phần game học tập. Thì như tôi đã nói ở video trước, đây là các game mà phục vụ chủ yếu cho việc học tập của học sinh. Các em sẽ làm bài tập nhưng dưới dạng những game rất là hay và hấp dẫn, nhằm để thu hút học sinh và tránh gây nhàm chán. Một phần quan trọng của OLM nữa đó chính là việc đọc báo toán tuổi thơ trên OLM. Ở đây là khu dành cho báo tuổi thơ, chúng ta sẽ kích vào đây. Nếu như khi mà chúng ta mua gói VIP 1 năm thì sẽ có thông báo rằng bạn được đọc toàn bộ số sách trong quầy do đã mua gói theo năm của OLMS. Tài khoản của bạn sẽ được đọc sách đến ngày 29 tháng 9 năm 2018. Chúng ta đọc sách thì chúng ta chỉ cần nhấp vào bìa cuốn sách. Ví dụ như đây, chúng ta sẽ có thể đọc được. Báo toán tuổi thơ là một báo rất là hay dành cho học sinh. Nếu mua báo giấy thì giá sẽ là 10.000 đồng một cuốn. Với 80.000 đồng thì các bạn có quyền đọc toàn bộ số báo toán tuổi thơ từ năm 2000 tới nay. Và nếu như khi mua một gói VIP 1 năm thì các bạn sẽ được tặng 80.000 đồng đó. Tức là khi mà mua gói VIP 1 năm thì các bạn đã được đọc luôn tất cả các số báo toán tuổi thơ rồi.
Đó là một ưu đãi dành cho những tài khoản VIP khi mà mua 1 năm. Ngoài ra, tôi cũng muốn giới thiệu thêm một phần, đó chính là toán vui mỗi tuần. Mỗi tuần thì OLM sẽ đăng một bài toán hay, có thể là cần phải suy luận logic, có thể là cần phải ứng dụng vào thực tế để cho các em học sinh trả lời. 5 em học sinh trả lời đúng và sớm nhất sẽ được phần thưởng là 1 tháng VIP của OLM. Như vậy, ở video này, tôi đã hướng dẫn mọi người sử dụng các chức năng như là luyện tập, học bài, kiểm tra, game hay là toán vui hàng tuần. Ở video tiếp theo, tôi sẽ dành phần lớn thời gian cho việc nói về diễn đàn hỏi đáp, cũng như là cách soạn thảo văn bản, cách sử dụng công cụ vẽ hình trên trang web. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của OLM.